Mời người về thăm hoa hao, lượn lờ soi bóng tiên giang. Nước ngọt thấm tươi cây lành, gió qua lời phù sa bồi đắp. Chùa thầy là nơi thờ cúng, ngày ngày nghi ngút đèn nhang. Tín đồ sớm hôm mong cầu, cầu hai chữ bình an cho muôn loài. Người người nô nức đang về đây chào mừng đại lễ suốt đêm ngày. Tàu bè dặm ngang bên sông Tiền, hoa đăng với cờ lồng lộng bay. Với kiều tôi dính với tôi là giống mỏng khé với kiều Việt Nam. Cảm ơn thầy đoàn nhé. Xa về chùa Giáo Bồ Tử, ở đây cái niềm danh dự rất lớn cho chùa, được quý đồng đạo ở cái nước ngoài về quan tâm về cái chùa, để cái con cháu anh em mình giữ thêm được cái cơ sở cái chùa Phật giáo hoàn hảo. Rất cảm ơn thầy đoàn. Lượn lờ soi bóng tiên giang, nước ngọt thắm tươi cây lành, gió qua lời phù sa bồi đắp. Chùa thầy là nơi thờ cúng, ngày ngày nghi ngút đèn nhang. Tín đồ sớm hôm mong cầu, cầu hai chữ bình an cho muôn loài. Người người nô nức đang về đây chào mừng đại lễ suốt đêm ngày. Tàu bè dập ngang bên sông Tiền, hoa đăng với cờ lồng lộng bay. Nhờ thầy đời ta bừng sáng, giờ này đang tiến bước đường tu. Suốt đời nhớ công ơn thầy, nguyện tinh tấn tròn cố tu hành. Nhờ thầy đời ta bừng sáng, giờ này đang tiến bước đường tu. Suốt đời nhớ công ơn thầy, nguyện tinh tấn tròn cầu tu hành.
vui. Một ngày mà bão xanh linh ghi nhớ mãi hay hai đào. Đèn chúng xanh trần mê thoát vòng trăm luân sinh tử, mang pháp Phật vô biên khai sáng lòng người tối tăm. Nhờ nơi ân sư không khoan công dạy khuyên, được thầy truyền ban cho ta bao giáo lý đầy siêu màu, luôn khắc ghi vào tâm đức thầy hằng khuyên dạy bảo. Theo gót Phật mà đi, cương quyết chọn đời tiến tu. Hôm nay ngày trọng đại trong cõi nhân gian, đức thầy thừa vững Phật tổ đem chánh pháp. Lục đạo vì mãi luân hồi lên xuống không hề ngừng. Bao món này món gì chị? Cũng như chay hả chị? Đặc sản của Trung An ha. Tham sân si rồi ngã nhân tan đi còn đâu buộc chặt, nghiệp báo chẳng còn đeo đăng sẽ vượt qua. Về đây bên nhau ôn những chuyện ngày qua, người dù từ nơi phương xa hay vẫn ở làng quê nhà, tay nắm tay cùng nhau đón ngày thay khải đau cả. Chung sức kề vai nhau. Ở đây là đặc sản nha, cung kiều Trung An là đặc sản, cung kiều chay. Xin ân trên cho chúng sanh đồng an. Bên Phật bao thiên thai bao chiến chiến sẽ không còn. Mong đức Phật tử đi đâu chân gian đâu có. Đem pháp Phật vô biên ban rãi tràn đầy thế gian. Trong cõi nhân gian, đức thầy thừa vững Phật tổ đem chánh pháp phổ truyền cho ta. Vì ta vô minh mà cứ trôi lăn theo trầm luân lục đạo, vì mãi luân hồi lên xuống không hề ngừng. Bao năm dài nhờ thầy hôn đúc cho ta, nhờ vào thi văn giáo lý soi chánh pháp sáng ngời trong tâm. Rồi tham sân si rồi ngã nhân tan đi còn đâu buộc chặt, nghiệp báo chẳng còn đeo đẳng sẽ vượt qua. Về đây bên nhau ôn những chuyện ngày qua, người dù từ nơi phương xa hay vẫn ở làng quê nhà, tay nắm tay cùng nhau đón ngày thay khải đau cả. Chung sức kề vai nhau trong mối đạo thầy vẫn luôn. Cầu xin ân trên cho chúng tay. Cảm ơn các bạn đây, để mà biết giải nó biết.
trước khi ta thì đối với cái tình cảm của mấy anh ở đây thì tôi cũng biết là giờ cũng cùng một tổ thầy cho họ cho anh gia đình tất cả quý huyết sức khỏe thì già tinh tấn. Tụi em cũng chúc hai nhiều sức khỏe, cô hành tinh tấn nha anh. Dạ, dạ, dạ. Rất cảm ơn anh. Mất tay của ai đây? Mất tay, ồ. Thôi, công năng đọc con phim nha. Dạ, dạ, dạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
năm nhớ đức ân thầy ta. Muôn năm nhớ đức ân thầy ta. Cảm ơn cái tấm lòng tốt của mấy em mấy cháu nha. Dạ. Yeah. Sao mà mai mốt cái làm ăn khá giả làm việc từ thiện cho nhiều nha. Dạ cảm ơn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.